Hiệp Thiên Đại Đế, Hoàng Thánh Đế Quân là ai? Hoàng Thánh Đế Quân tương truyền là nguyên linh của Long Thần Thượng Cổ. Nên lúc chuyển sinh đầu thai, trên trán ông có nhô lên cục mụn thịt to, biểu hiện của dấu tích sừng rồng. Khi nhập trần làm võ tướng ở Trần gian, vì phạm phải sát nghiệp nặng nề nên mất đi thân mạng. Ông thì hiện thành là sát quỷ, ám những người có liên quan, đòi mạng kẻ đã sát hại mình trong chiến trận. Lúc bấy giờ, ông có duyên gặp được Đức Phổ Tịnh Thiền Sư, được ngài thuyết giảng về nhân duyên nghiệp quả. Sau khi giác ngộ nhân duyên, về việc ông đã sát mạng rất nhiều tướng sĩ, thì ông cũng phải trả nghiệp bị người sát mạng. Ông buông xả vướng mắc trong lòng mình, dành thời gian tĩnh tâm quán chiếu nhân duyên, định tĩnh thần thức và nhớ lại được nguyên căn của mình là vị Long Thần hộ pháp, hồi quy hiệp nguyên linh. Vì thế người đời còn gọi ông là người đàn ông từ quỷ hóa thành thần. Nhiều năm sau đó, chiến tranh loạn lạc liên miên, oán linh khắp nơi quấy phá. Nghe được những lời ai oán của bách tính, chân hồn quan đế hiển linh, tiêu trừ tà ma ác quỷ khắp nơi. Việc ông thị hiện cứu độ chúng sinh được bá tánh khắp nơi truyền miệng nhau, người đời ghi nhớ công lao và lập miếu thờ ông. Năm tháng trôi qua, thánh đức và quả vị của Hoàng Thánh Đế Quân trong tín ngưỡng dân gian ngày càng sâu dày, cao trọng hơn nữa. Người đời tôn sùng, khắc tên ông trên thẻ bài hoặc tôn dựng tượng ông để cúng tế. Người ta tin rằng nơi nào có ảnh tượng quan vân trường, phong thủy thì nơi đó không lo bị tà linh, tinh quái quấy nhiễu. Hoàng Thánh với biểu tượng của sự trượng nghĩa, tính hào hiệp, trung thành, luôn chống lại cái xấu cái ác và bảo vệ kẻ yếu. Con cái trong nhà nhìn thấy hình ảnh ông sẽ được nhắc nhở về các đức hạnh của Hoàng Thánh, sống một đời lương thiện, chính nghĩa và có thành tựu trọn đời.